Cô chào mừng tất cả các em đến với môn tiếng Việt tuần 18, những điều em đã học, bài 1, ôn tập 1, trang 180. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động bằng một bài hát thật là dễ thương nào, đó là bài Gà trống, mèo con và cún con. Các em ơi, trong bài hát vừa rồi có nhắc đến những con vật gì? Em hãy bấm dừng và nói cho bố mẹ nghe nhé. À, bài hát có nhắc đến gà trống, mèo con và cún con. Vậy em còn biết những con vật nào nữa không? Hôm nay cô mời các em sẽ làm quen với nhiều con vật nữa qua việc quan sát bức tranh sau. Rồi, các em hãy bấm dừng và trả lời cho ba mẹ nghe nhé. Trong tranh có mèo, heo, voi, hươu cao cổ, cừu, gà tây, cá sấu. Ta đã biết tên nhiều con vật rồi. Cô mời em vào hoạt động 1, viết ngắn điều em vừa nói. Cô gọi tên những con vật trên bằng từ ngữ chứa một số vần em đã học rồi. Con mèo, con heo, con voi, con hươu cao cổ, con cừu, con gà tây, con cá sấu. Ở hoạt động 1 này, cô mời em viết vào vở tên hai hoặc ba con vật em tìm được mà có vần em đã được học rồi. Nào, bây giờ em hãy nhìn mẫu viết của cô và viết bằng chữ viết thường vào vở mình. Khi viết xong, em hãy khoe với ba mẹ rồi chụp hình bài viết gửi cô nhé. Tiếp tục tiết học hôm nay, chúng ta cùng bước vào hoạt động 2, luyện tập thông qua hoạt động đọc hiểu văn bản. Các em hãy quan sát màn hình, cô có bài thơ Ai gõ cửa và lắng nghe cô đọc nhé. Ai gõ cửa? Một ngày yên ả, bên cửa khép hờ, bé ngồi đọc sách, cún nằm ngủ mơ. Nghe tiếng gõ cửa, cún liền dạ thưa, chạy ra chào khách. Chỉ thấy nắng trưa, lại nghe xịt cửa, cún ngó ra ngay, thì ra bạn gió, mỉm cười nhận sai, Phạm Hải Lê. Bài thơ này rất hay và phù hợp với lứa tuổi các em. Cô nhận thấy có một số từ khó cần luyện đọc là yên ả, đọc sách, tiếng gõ cửa, chào khách, xịt cửa, mỉm cười.
Em hãy cho cô biết bài có bao nhiêu dòng thơ. Em hãy bấm dừng và đếm rồi nói cho ba mẹ nghe nhé. À, cô trò mình đếm được 12 dòng thơ. Cô đã đánh số từ 1 đến 12 ở đầu mỗi dòng. Bây giờ các em sẽ luyện đọc tiếp nối hai dòng thơ. Ai gõ cửa? Một ngày yên ả, bên cửa khép hờ. Các em hãy bấm dừng và đọc cho ba mẹ nghe nhé. Bé ngồi đọc sách, cún nằm ngủ mơ. Tương tự như vậy, cô vừa đọc xong hai câu thơ tiếp theo. Các em hãy bấm dừng và đọc cho ba mẹ nghe tiếp nhé. Nghe tiếng gõ cửa, cún liền dạ thưa. Chạy ra chào khách, chỉ thấy nắng trưa. Lại nghe xịt cửa, cún ngó ra ngay. Thì ra bạn gió, mỉm cười nhận sai, Phạm Hải Lê. Các em ơi, bài này cô chia làm 3 khổ thơ và đánh số màu đỏ 1, 2, 3. Vậy, mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ phải không nào các em? Bước tiếp theo, ta sẽ rèn đọc từng khổ thơ. Các em lắng nghe cô đọc khổ thơ 1 gồm 4 dòng đầu. Ai gõ cửa? Một ngày yên ả, bên cửa khép hờ, bé ngồi đọc sách, cún nằm ngủ mơ. Em hãy bấm dừng và đọc nhé. Cô đọc khổ thơ 2 là 4 dòng thơ giữa. Nghe tiếng gõ cửa, cún liền dạ thưa, chạy ra chào khách, chỉ thấy nắng trưa. Em bấm dừng rồi luyện đọc nhé. Và bây giờ là khổ thơ 3, gồm 4 dòng thơ cuối cùng rồi. Lại nghe xịt cửa, cún ngó ra ngay. Thì ra bạn gió, mỉm cười nhận sai, Phạm Hải Lê. Em bấm dừng, đọc khổ thơ 3 nhớ có tên tác giả nhé. Sau khi rèn đọc từng khổ thơ, em hãy bấm dừng và nhìn lên màn hình đọc toàn bài nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ tìm hiểu bài. Em hãy tìm trong bài thơ tiếng có vần ai, ai, ơi, ao. Chúng ta cùng bấm dừng video để tìm nhé. Cô cùng tìm với các em được tiếng lại, sai, có chứa vần ai. Chứa vần ai có tiếng ngày, chạy, ngay. Tiếng thấy có chứa vần ơi. Chứa vần ao có tiếng chào. Các em cũng tìm được giống cô đúng không? Để giúp các em hiểu rõ hơn bài thơ, cô có câu hỏi như sau. Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? Em hãy bấm dừng rồi trả lời nhé. À, bạn nhỏ đang đọc sách. Đọc sách là một thói quen tốt, giúp ta hiểu biết hơn, làm người tốt hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, em hãy tạo cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày nha. Cô mời các em lấy vở tập viết trang 49-50. Chúng mình cùng nhau tập viết từ ngồi đọc sách ở trang 49 và khổ thơ thứ nhất bài ai gõ cửa trang 50. Cô lưu ý các em viết chữ thường, đúng ô ly, đều nét,
đúng khoảng cách chữ, đặt dấu thanh đúng vị trí nhé. Mời các em mở trang 49 vở tập viết và bấm dừng video để viết. Khi viết xong, em nhớ bấm xem tiếp nha. Vậy là các em đã viết xong trang 49 rồi, chúng ta lại bấm dừng và nhìn lên màn hình viết khổ thơ thứ nhất vào trang 50. Cô tuyên dương các bạn đã thực hiện xong phần viết của mình. Em hãy nhờ ba mẹ chụp ảnh bài và gửi cho cô nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo. Cô chào tạm biệt và chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt và đừng quên 5K để phòng chống COVID nha các em.